69 năm về trước, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giành thắng lợi rực rỡ trong vòng 9 ngày. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước. 69 năm trôi qua, những địa chỉ đỏ trong cách mạng tháng 8 vẫn được nhân dân trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đình Trung, một trong năm điểm nằm trong cụm di tích lịch sử văn hóa quốc gia phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Nơi đây 69 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, nhân dân làng Đỏ tay giương cao cờ đỏ sao vàng, nghe đại diện Ủy ban khởi nghĩa đọc hiệu triệu tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng. Hàng năm cứ đến ngày 19 tháng 8, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân phường Hưng Dũng đều tổ chức lễ dâng hương tại Đình Trung và cụm di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Phát huy truyền thống quê hương làng Đỏ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hưng Dũng ra sức thi đua lao động, chung tay góp sức xây dựng quê hương. Đảng bộ và nhân dân Hưng Dũng rất tự hào khi đang quản lý và phát huy giá trị truyền thống của các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn. Suốt trong chiều dài phát triển của địa phương, Đảng bộ và nhân dân phường Dũng luôn lấy đó làm điểm tựa để phát huy trong công cuộc xây dựng đời sống và phát triển kinh tế cũng như giáo dục chính trị tư tưởng cho lớp trẻ. Cùng với Đình Trung, dăm mụ nuôi ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, đình Phượng Lịch, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu cũng là một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu trong cách mạng tháng 8. Vào đêm ngày 20 tháng 8 năm 1945, tại đình Phượng Lịch, Đảng bộ Diễn Châu đã triệu tập hội nghị khẩn cấp ban kế hoạch giành chính quyền. Sau cách mạng tháng 8 thành công, đình trở thành nơi làm việc của Ủy ban khởi nghĩa và là trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến lâm thời Việt Minh. Những câu chuyện hào hùng trong những ngày cách mạng tháng 8 diễn ra tại đình Phượng Lịch đã bồi đắp cho thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào và ý thức được trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống trong công cuộc xây dựng quê hương. Các giáo viên là chủ nhiệm là hàng quý là có mỗi lớp là tổ chức đến tại đình để tham quan và giới thiệu lịch sử cho các em. Từ năm 23 thì là cái đình là được trở thành di tích lịch sử, đó là một cái địa chỉ đỏ của huyện. Thì đối với đoàn thì cũng thường xuyên quan tâm để giáo dục cũng như là bảo vệ cái di tích của đình Phượng Lịch. Về với Hưng Nguyên trong những ngày mùa thu lịch sử, nơi đây những tên đất, tên làng đều gắn với những cuộc biểu tình trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và cách mạng tháng 8 năm 1945. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhân dân Hưng Nguyên đã sớm giác ngộ, đoàn kết đứng lên giành chính quyền. Ngày nay, những địa chỉ đỏ cách mạng được nhân dân Hưng Nguyên trân trọng, giữ gìn, xem đây là tài sản tinh thần lớn lao để các thế hệ con cháu tìm về. Nhằm phát huy và bảo tồn những cái giá trị đó, thì ngành văn hóa chúng tôi cũng đã tham mưu các cấp, các ngành đã trùng tu, tôn tạo, tu bổ và nhằm để tạo thành những cái nơi đấy là những cái địa chỉ để giáo dục truyền thống cho nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ. Các địa chỉ đỏ cách mạng trên quê hương Nghệ An đã trở thành địa điểm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử chiến đấu của các thế hệ cha anh. Phát huy truyền thống đó, các thế hệ người dân Nghệ An luôn vững tin theo Đảng, ra sức thi đua lao động, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.